Thoa xin kính chào quý vị. Kim Thoa xin chào đón quý vị trở lại cùng với Kim Thoa và công ty Precious Realty and Mortgage trong chương trình Ngôi Nhà Ước Mơ. Và chương trình này đến với quý vị mỗi hàng tuần, và hy vọng rằng những cái đề tài mà Kim Thoa và công ty Precious Realty and Mortgage chọn ra nơi đây sẽ giúp quý vị rất là nhiều trong cái việc vấn đề mua nhà cửa hay là mượn loan, hoặc là quý vị có mua nhà để cho mướn, để đầu tư, hay là cần những kinh nghiệm về management, thì xin quý vị cứ liên lạc với Kim Thoa và có thể góp ý cho Kim Thoa biết những cái đề tài mà quý vị muốn nghe. Và hôm nay thì Kim Thoa gửi đến quý vị về cái đề tài để cho mướn nhà, nghĩa là leasing service. Thưa quý vị, khi mà quý vị muốn có một cái nhà mình cho mướn ra, và quý vị rất là hoang mang vì không có biết là mình bắt đầu từ đâu, hoặc là quý vị mua cái nhà thì có nhiều người bạn bè của mình hay nói là không có nên cho mướn nhà, vì cho mướn nhà thì quý vị sẽ nhà cửa rất là hư, người ta sẽ phá, người ta sẽ không có trả tiền cho mình, rồi mình cảm thấy là rối ren lên và mình không biết làm như thế nào. Thì đầu tiên Kim Thoa muốn nói về cái leasing trước, vì thưa quý vị, mọi người cứ hay nghĩ cái leasing là cho mướn nhà, là mướn nhà như vậy tất nhiên là một cuộc hành trình vừa mướn nhà vừa quản lý là chung nhau, nhưng thật ra không có phải như vậy. Thưa quý vị, mướn nhà là một việc và quản lý nhà cửa là một việc khác. Phần lớn những cái công ty địa ốc và realtor họ có thể giúp quý vị để cho mướn nhà ra, để tìm những cái người tenant, những cái người mà cần cái nhà để ở để mướn ra cho quý vị, nhưng không hẳn là họ có thể quản lý nhà cửa cho mình. Cái quản lý nhà cửa thì bên về địa ốc mình gọi là management. Vì vậy nên các công ty mà có thể làm từ hai bên thì vẫn tốt hơn cho quý vị. Nhưng có nhiều quý vị, đôi khi quý vị không cần một company để management, quý vị chỉ cần một cái công ty để mà mình lease cái nhà mình ra cho nó tốt thì thôi. Vì vậy nên ở đây chúng ta muốn được phân tích là leasing, là leasing service là một việc, và cái management là một cái việc khác. Và đầu tiên thì Kim Thoa muốn nói về cái leasing. Leasing để mà quý vị đỡ có lo lắng là mình có cái nhà của mình, sau này những người ở trong cái nhà của mình họ sẽ phá hay là họ sẽ giữ, thì cái công ty mà đại diện quý vị là một trong những cái người đóng vai trò rất là quan trọng để giúp quý vị lựa ra, lọc ra cái người mà tốt để cho quý vị cho mướn. Vì nếu quý vị dễ dàng vào lúc đầu và cứ ai mướn thì mình cũng cho, mình không cần, mình chỉ cần biết là có người vô nhà mình trả tiền mướn, như vậy là ok rồi. Thưa quý vị, cái đó chưa chắc là cái điều đúng. Vì khi mà làm việc trong mười mấy năm qua về cái mướn nhà và quản lý nhà cửa, thì Kim Thoa nhận thấy rằng đôi khi mình chậm một chút nhưng mình về đích an toàn, nhưng đôi khi mình rush quá thì quý vị lại vướng phải vào những cái người tenant mà không may họ là những cái người làm cho quý vị rắc rối rất là nhiều. Vì vậy nên khi mà làm việc với những người thân chủ, những người landlord của Kim Thoa, những thân chủ của công ty Precious Realty and Mortgage, Kim Thoa lúc nào cũng cẩn thận để phân tích trước cho quý vị từng bước từng bước, và khi có những cái application vào thì mình phải nên làm như thế nào. Không phải khi họ apply cho quý vị họ viết xuống họ là ai và làm những thứ gì, bao nhiêu đó là đủ, vì tất cả những giấy tờ đó có thể là những giấy tờ giả hoặc những cái sự khai không có đúng. Vì vậy với một công ty chẳng hạn như công ty Precious Realty and Mortgage, chúng em mình khi nhận được cái application là mình phải pull credit của họ ra, mình phải check công ăn việc làm của họ, đôi khi mình review cả những cái giấy tờ khai thuế, rồi mình phải verify với người employer tất cả những cái technique này. Và mình cũng cần phải có những cái tour, tất nhiên là khi làm việc trong nghề nghiệp thì quý vị có tất cả những cái tour để tìm hiểu ra, và bằng cái kinh nghiệm của mình để giúp quý vị biết rõ hơn về cái người tenant sẽ vô cái nhà mình như thế nào, và họ có thể là người tốt hay người xấu, và sau đó thì quý vị quyết định.
Vì vậy nên Kim Thoa rất mong rằng khi làm một cái người landlord, quý vị sẽ chọn cho mình đúng một cái company mà quý vị có thể tin tưởng và giao phó. Và Kim Thoa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Ngôi Nhà Ước Mơ cùng với Kim Thoa và công ty Pressure Realty and Mortgage. Kim Thoa xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới và kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thật là an lành, bình yên và hạnh phúc bên cạnh những người thân. Xin thân ái kính chào, tạm biệt.